Chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người bộ sản phẩm chăm sóc da mụn từ thương hiệu Botany. Thì Botany là một thương hiệu dược mỹ phẩm hữu cơ được thành lập vào năm 1998 tại Australia, nhưng chính thức ra mắt vào năm 2003. Cho đến năm 2014 thì Botany đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Thì các sản phẩm của thương hiệu Botany được cam kết là 100% chiết xuất từ thiên nhiên, với nguyên tắc là không chứa dầu khoáng, không sunfat, không paraben, không chất bảo quản và không chất tạo màu. Thì Botany cũng là một trong số ít những thương hiệu được Cục Quản lý Dược tại Úc công nhận là thương hiệu dược mỹ phẩm tiên phong trong khái niệm 100% nguồn gốc thực vật nguyên chất. Để phân biệt được mỹ phẩm hữu cơ và mỹ phẩm thiên nhiên thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu đó là tất cả các sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ thì đều đã được kiểm định nghiêm ngặt về cái độ tinh khiết. Để được công nhận đó là mỹ phẩm hữu cơ thì thành phần của nó đều được chiết xuất từ thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu, không có phân bón hóa học và thực vật không phải là thực vật biến đổi gen. Còn mỹ phẩm thiên nhiên thì tất cả các sản phẩm được chế từ thiên nhiên thì nó đều được coi là mỹ phẩm thiên nhiên. Nếu như mẹ bầu nào đang băn khoăn trong việc lựa chọn cho mình những sản phẩm chăm sóc da mà không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là thai nhi của mình thì Botany là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời đó nha. Bật mí cho các bạn ưu đãi lớn trong buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, đó là từ hôm nay cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2018. Nếu như mà bạn nào like, share và tag 3 người bạn vào video clip này thì sẽ được giảm 20% trên đơn hàng Botany và tặng kèm thêm một cái túi trang điểm của Botany nữa nha. Thì sản phẩm đầu tiên trong bộ chăm sóc da của thương hiệu Botany đó chính là gel rửa mặt với công dụng là giúp làm sạch da, loại bỏ các tạp chất và bã nhờn dư thừa trên da, đồng thời giúp cân bằng da và không gây kích ứng. Thì thành phần chính trong sản phẩm này chính đó chính là citric acid, vitamin E và đặc biệt là chứa hàm lượng cao ba loại hoa cúc La Mã, cúc tím, cúc địa trung hải, với công dụng là giúp kháng khuẩn, chống viêm, xoa khích lỗ chân lông. Sản phẩm thứ hai đó là sữa dưỡng ẩm và cân bằng da với những thành phần chính như là nha đam giúp cho da kháng khuẩn, giữ ẩm. Ngoài ra còn có lecithin đó là chất dưỡng xuất từ đậu nành giúp cho da thúc đẩy các hoạt chất thấm sâu hơn. Và tinh dầu trà chanh Úc giúp cho da kiểm soát được bã nhờn. Và điều đặc biệt đó là sản phẩm này có thể sử dụng như một kem lót trang điểm nha. Thì sản phẩm thứ ba đó chính là Acai Berry Serum. Đây là sản phẩm nổi bật của thương hiệu Botany vào năm 2016, với công dụng là cung cấp chất dinh dưỡng, dưỡng ẩm cho da, đồng thời hỗ trợ điều trị các trường hợp như vẩy nến, các vấn đề về mụn và ngăn ngừa để lại sẹo sau khi phẫu thuật. Thì thành phần chính của sản phẩm đó chính là tinh dầu Acai Berry với hàm lượng cao các khoáng chất và các vitamin như vitamin B1, B2, B3 và vitamin E, với công dụng là cải thiện cấu trúc da nha. Thì thành phần chính thứ hai đó chính là tinh dầu blackberry với công dụng giúp dưỡng sáng và làm mềm mịn da, đồng thời hỗ trợ sản sinh collagen. Sản phẩm cuối cùng cũng là sản phẩm không thể thiếu, đó là sản phẩm kem điều trị mụn hữu cơ. Sản phẩm này có công dụng điều trị được mụn đầu đen, mụn mọc, chống viêm và kháng khuẩn, là một trong những sản phẩm được ra đời từ năm 2001 và là sản phẩm nền tảng để tạo dựng nên thương hiệu Botany. Sản phẩm này đã được Cục Quản lý Dược tại Úc kiểm duyệt và công nhận tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn gây mụn mà không làm khô da và làm hỏng các mô xung quanh. Thành phần chính của sản phẩm này đó là đất sét xanh Pháp với công dụng giúp cho lỗ chân lông giãn nở tốt hơn để dễ dàng tiêu diệt được các vi khuẩn gây mụn, đồng thời thì còn hấp thụ được các bã nhờn trên da và cung cấp các khoáng chất cho da. Tiếp theo đó là mao lương hoa vàng. Thành phần này nổi tiếng với công dụng chống viêm và kháng khuẩn, ngoài ra còn có chiết xuất từ rau má và cỏ đuôi ngựa. Các thành phần này giúp cho da ngăn ngừa được vết thâm, xoa khích lỗ chân lông và thúc đẩy được quá trình làm liền da. Đặc biệt nó rất là tốt trong việc điều trị mụn đầu đen. Các bạn lưu ý khi mà sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm hữu cơ này thì chúng ta nên sử dụng liên tiếp 6 tháng sau khi mở nắp và bảo quản tất cả các sản phẩm trong hộp để tránh ánh sáng trực tiếp, đặc biệt là bảo quản nhiệt độ dưới 30 độ C nha. Các bạn đừng quên like, share và tag 3 người bạn của mình vào clip này để nhận ngay ưu đãi từ Eva Shop nhé. Các bạn có thể đặt hàng trực tuyến thông qua hotline 028 62 76 78 38 hoặc thông qua website evashop.com.vn. Ngoài ra thì các bạn có thể ghé trực tiếp Eva Shop tại địa chỉ 311 Phan Đình Phùng, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xin chào.